Đồng Tháp 10, miền đất mà bao đời được coi là xứ sở, nửa năm nước nổi bền bồng, nửa năm khô hạn đất đồng khô rang. Nhiều thế hệ con người đã từng mơ ước miếng đất năng phèn này thành đồng lúa bao la bạc ngàn. Mơ ước Đồng Tháp 10 mãi là điểm hẹn quay về của đàn sếu thân quen. Và có những người đã suốt đời phấn đấu cho niềm mơ ước bay bổng đó hóa thành hiện thực. Mỗi mùa sếu trở lại là mỗi lần không riêng ông Mười mà đồng chí đồng đội của ông cũng quay về với những kỷ niệm xưa. Tuổi ấy, Đồng Tháp 10 là một vùng căn cứ rộng lớn, từng bảo bọc các cơ quan đầu não kháng chiến. Đồng sen bưng trấp của xứ sở này cũng là chỗ náo nương của biết bao cán bộ chiến sĩ suốt mấy chục năm ròng. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, lúc ấy đồng đội quen gọi là Mười Nhạ, sinh ra, lớn lên, rồi đi chiến đấu ngay trên quê hương bưng biển của mình. Bởi vậy mà ông thường tâm sự với bạn bè, niềm ao ước về một ngày kia, đồng năng sẽ biến thành ruộng lúa. Ở trong lính Mỹ thì đồng chí Nguyễn Xuân Trường thường có tâm đắc với tôi là sau khi đánh thắng Mỹ, giải phóng miền Nam rồi và phải phát triển cái kinh tế đi đôi với cái xây dựng lại tỉnh, mà trong phát triển kinh tế thì anh có đặt ra là trước hết phát triển cây lúa về Đồng Tháp 10. Trong kháng chiến đó, hoạt động ở vùng Đồng Tháp 10, cho nên là anh muốn làm sao mà cho cái Đồng Tháp 10 đó phát triển lên thành một vùng kinh tế tù phú, có văn hóa xã hội phát triển. Rồi cái ngày mong đợi của cả dân tộc đã đến, miền Nam hoàn toàn giải phóng và Đồng Tháp 10 cũng không còn bóng giặc. Nhưng hòa bình vẫn chưa phải là bình yên. Những người vừa vượt qua bom đạn lại phải đương đầu với bao cơn lũ tai ác cứ lần lượt ập đến. Lũ lụt dẫn tới mất mùa, nhiều người dân phải cần đến sự trợ giúp của nhà nước mới có thể sống nổi qua mùa lũ. Và mỗi lần nhìn thấy cảnh người dân cần cứu đói như vậy, ông Mười hết sức đau lòng. Ông buồn không chỉ vì thương dân, mà còn vì ước mơ của ông bấy lâu nay chưa thành. Nghĩ vậy rồi, ông đem hết tâm huyết mà cải tạo đồng quan. Thì anh có đặt ra là trước hết phát triển cây lúa về Đồng Tháp 10, để chuyển từ một vụ lúa đồng quan giả trở thành là hai vụ lúa. Không những hai vụ lúa mà còn phải phát triển cả cây lẫn con. Đó là một cái điều mà mong muốn, ước mơ của anh Mười, mà cũng là cái ước mơ của mọi người dân. Và kế hoạch tiến công vào Đồng Tháp 10 được vạch ra vào cuối mùa lũ thứ ba sau ngày giải phóng. Lúc bấy giờ, với trách nhiệm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mười Nhạ đã cùng với tập thể lãnh đạo vận dụng những kinh nghiệm thực tế từ những năm sống và chiến đấu ở vùng đất này, tìm ra phương án tốt nhất cho công tác thủy lợi. Từ mùa khô năm 1977, 1978 và 1979, các con kênh thủy lợi xuyên Đồng Tháp 10 đã được khởi công. Nhân dân hết mực đồng tình với quyết tâm của ông Mười, nghiêng sông đổ nước vào đồng, tưới từng gốc lúa cho bông sai quặng. Chỉ có sức dân mới làm nên tất cả, và mọi việc chỉ thành công khi người dân thực sự đồng lòng. Cuộc tiến công vào Đồng Tháp 10 từ những năm đầu sau giải phóng được nhân dân hưởng ứng tham gia với khí thế sôi động như vậy. Lúc còn nghèo,
không thể chờ đến cơ giới. Có sức người và lòng kiên nhẫn thì đất chua cũng có thể hóa thành cơm gạo. Vì vậy, hình ảnh của ông Mười trong buổi ra quân đầu tiên giữa hàng ngàn người lao động không phải là chuyện nghi thức, mà là việc làm xuất phát từ ý chí. Đuổi phèn ra tận biển Đông, giữ cho ruộng đồng nước ngọt quanh năm. Nhờ sức lao động của hàng trăm ngàn người, không bao lâu sau, các con kênh xuyên Đồng Tháp 10 đã hoàn thành. Những đàn sếu lại trở về như để chia vui cùng con người, cùng mảnh đất vừa được trút bỏ độ chua từ bao đời qua. Có kinh thủy lợi, mùa nước đất được tháo phèn, mùa khô đồng được tưới ngọt. Giấc mơ biến đồng năng thành ruộng lúa đã quá nên sự thật. Ông Mười lại cùng các nhà khoa học buộc đất phải trả lời thêm rằng chúng sẽ còn nuôi sống bao nhiêu loài cây nữa cho miền Đồng Tháp 10. Và trong từng thớ đất vừa rửa sạch phèn, ông được đáp lại bằng cả niềm vui mới. Đồng Tháp 10 sẽ còn là đất địa của trâu bò, của hàng vạn loài muôn thú khác. Tôi còn nhớ có những lúc anh Mười anh phấn khởi mà hết chạy máy ở dưới kinh thì tiếp tục đi bộ. Mùa lũ thì là đi xem lại các cái cánh đồng hoang dã còn lại. Lũ ghé vô ba cái mồm mở mà nhảy dưới lặn, bứt lên coi rễ này, coi cá chài ăn như thế nào, rồi cái độ mềm nó như thế nào để nuôi trâu bò. Giống cỏ đó cùng với bao loài chim thú luôn được ông Mười nhắc nhở giữ gìn. Những cái loại sống ở tại đây bắt đầu trở lại, mà đặc biệt là cái loại xéo, là cái loại có thể nói là một cái loại chim rất quý ở thế giới hiện nay, là bị mất đi do cái tàn phá của chiến tranh, cái bom đạn, một cái chuyện bảo vệ cái môi trường. Cho nên từ đó mà tạo ra cái vùng này nó bị hủy hoại bởi cái môi sinh, không còn cái môi sinh. Bây giờ trở lại để xây dựng đất nước này, xây dựng miếng đất này để tạo ra những cái gì, cái tiềm năng. Tôi nghĩ các đồng chí đã bắt đầu và bắt đầu có kết quả. Kết quả đó bắt đầu từ việc giữ lại một vùng môi sinh riêng biệt ở Đồng Tháp 10 cho đàn sếu. Chúng sẽ tìm về nơi di trú quen thuộc này vào mỗi mùa khô. Củ cỏ năng là thức ăn duy nhất của sếu khi chúng lưu trú tại đây. Sếu đầu đỏ là loài động vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ông Mười am hiểu tập tính của loài sếu từ khi ông còn là thiếu niên. Anh là cái người mến sếu nhất từ hồi thở nhỏ. Đi bắt sếu về nuôi. Mai ra giải phóng rồi đó, còn lại cái bầy sếu mà còn ở lại với Tam Nông là một cái điều rất phấn khởi gì đó. Rất nhớ đồng chí Mười Nhẹ rất là chú ý tới cái con sếu, bởi vì lúc đó nói rằng cái thế giới này chỉ còn hai nước còn sếu, tức là Thái Lan với Trung Quốc, mỗi nước còn mấy con gì đó sắp tuyệt chủng. Anh rất tích cực là đi chăm sóc cái trầm chim, rồi nói đến là con sếu. Cho nên đến nay thì chúng tôi là anh em đều đặt là ông Mười Sếu. Biệt danh Mười Sếu quen thuộc đến nỗi ít người biết tên thật của ông là Nguyễn Xuân Trường, một con người cả đời gắn bó với Đồng Tháp 10 và con sếu. Nhiều chuyên gia ngoại quốc về sếu cũng biết danh ông Mười Sếu và hết lời ngợi ca ông. Một người cộng sản mưu sinh, một vị chủ tịch tỉnh hết lòng yêu mến quê hương Đồng Tháp 10 của mình và đàn sếu quý.